nhiều trường ngoài công lập có thể phần nào thay cho câu trả lời. Năm nay, nhiều trường ngoài công lập có số lượng thí sinh đến đăng ký thi học tăng đột biến, thậm chí rất nhiều thí sinh có điểm khá cao, từ 25 đến 28 điểm. Bây giờ họ không chỉ là chọn trường top trên đâu, và chọn là chọn ngành cho con theo học. Cái ngành đấy phù hợp với khả năng, cái năng khiếu của các cháu, và cái ngành đấy được đào tạo ở trường nào, trường đó đào tạo có tốt không, và cái tỷ lệ sinh viên ra trường đạt cái tỷ lệ việc làm có cao không.